chiều ngày 14 tháng 1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Thượng Trưng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức diễn tập công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, xử trí khi có trường hợp nghi mắc COVID-19 trong trường học tại trường trung học cơ sở Thượng Trưng. Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã và các lực lượng tham gia diễn tập. Tình huống giả định diễn tập là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn khi xâm nhập vào một số trường học trên địa bàn tỉnh và huyện. Trường Trung học cơ sở Thượng Trưng thực hiện công tác tổ chức đón học sinh đầu giờ tại cùng trường, đo thân nhiệt và phân luồng học sinh vào lớp học, kiểm tra, giả soát để nắm bắt được sĩ số và tình hình sức khỏe của giáo viên, học sinh đầu buổi học. Khi phát hiện một học sinh có biểu hiện nhiễm COVID-19 trong lớp học, giáo viên lập tức báo cáo với hiệu trường. Hiệu trường chỉ đạo tổ an toàn COVID tiến hành phân luồng đưa học sinh nghi nhiễm xuống phòng cách ly y tế và lấy mẫu test nhanh. Sau khi nhận được thông báo kết quả học sinh dương tính với COVID-19, hiệu trưởng nhà trường triển khai phương án phòng chống dịch, đồng thời báo cáo ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 xã Thượng Trưng và trường phòng giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Tường. Ngay sau đó, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp của huyện tiến hành truy vết, xét nghiệm sàng lọc, đưa F0, F1 đi cách ly tập trung và xử lý, khử khuẩn môi trường. Việc tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19 trong trường học giúp nhà trường nắm rõ hơn quy định phòng chống dịch COVID-19 và các bước thực hành phòng chống dịch bệnh khi xuất hiện F0, F1. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự chủ động ứng phó của cán bộ, giáo viên, học sinh khi tình huống dịch bệnh diễn ra tại nhà trường góp phần đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa dạy học hiệu quả. Thông qua diễn tập cũng để đánh giá khả năng thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống dịch COVID-19 của các xã, thị trấn và ngành giáo dục. Đồng thời, huy động các nguồn lực, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng đối phó với các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn trong tình hình mới.